Rồi, xin chào tất cả mọi người đang đến với video của mình. Hôm nay mình trồng cây xưa nha mọi người. Hôm qua trồng cũng được 600-700 cây vậy, nay còn dư một mớ chậm 100-200 cây. Bây giờ mình trồng cho tới chiều thì xong luôn rồi. Đấy. Sớm rồi đào lỗ, cái mưa đi vô. Vô giờ tầm 1 giờ chiều đi ra trồng nữa nè ha. Trồng dễ mọi người ha. Cây nó thẳng lên tí được. Cây xưa mình cung cấp cho mọi người siêu chất lượng nha, đẹp hơn cái này tí nè. Trời né là túng cái giò này. Bịch cái chắc khi ghê luôn mọi người ha, xé không ra luôn á. Mọi người coi nè. Cho tầm rễ em tí cái tuần sau cái mình tưới phân cho nó. Tưới phân cho mọi người coi, quay cho mọi người coi nữa nha. Đấy. Cây này nó hơi cong cong rồi nè, mình thẳng lên trồng thẳng kiểu hên vậy nè. Cây lắm, nhưng mà cây mình giao cho mọi người là cây sẵn nha, để cho mọi người trồng dễ. Đó. Chất lượng luôn. Mọi người mua cây giống bên mình á, thì mình đảm bảo là xưa đỏ cho mọi người và chất lượng trồng không chết. Đấy, như trồng hầu như ít chết luôn, không có chết luôn. Còn nếu mọi người mua mà giá rẻ chỗ khác thì mình cũng không biết, không đảm bảo được. À, cây thẳng lên đó ha. Rồi tiếp tục xé bầu ra. Rồi mọi người coi mình xé cái bầu cứ ngắt mà ha. Cứ ngắt luôn nè. Bầu cứng ghê chứ. Có gì con chuyển mọi người rất là dễ. Cứng. Rồi đặt xuống trồng thôi. Đất rồi là xong. Còn thấy hiếm thiếu cái mình à, mấy cái mô rồi nè, nó còn đi đất lên nè. Nào quên bỏ qua, mình thải qua. Rồi vậy thôi. Sớm giờ đào cũng nhiều mọi người. Đào cũng hơi nhiều. Cái này có cũ nè. Cái này thuộc dạng nuôi như xưa nè, như xưa đỏ nè ha. Trồng sau này cũ là bán cũng ngon lắm. Cây này à, 1000 cây mới có 1 cây mọi người. Để ý ngay đây. Cây này tầm 7 tấc 8 tấc nha mọi người. Thì cái cao chất lượng nè. Đất ở đây trồng dễ mọi người ha. Xuống hết trơn. Dễ. Tầm tuần sau đó cũng tỉnh lại. Lên đọt lại. Nhét xuống cho nó đừng có bọc ở dưới được. Đào hố đào bằng cuốc hoặc đào bằng dũng cũng được. Đó. Nhãn tốt ghê hả mọi người. Thấy chưa? Con mỏ này. Bịch thì dễ xé nè. Không, rễ là bộ rễ siêu chất lượng phải không? Rễ này nó mình giao cho mọi người nó cũng không có dính đất nha, không có bám đất trước khi giao cho mọi người là cứ một tháng này nhấc qua chỗ khác, nhấc qua chỗ khác, bởi vì rễ nó sẽ không có đụng tới đất được đâu. Khi mọi người trồng là siêu chất lượng. Đó, cây mình chăm sóc cho mọi người mua là cây đã chăm sóc cực kỳ kỹ, đóng gói cũng cực kỳ kỹ luôn nữa. Cà bao to chất lượng luôn nữa. Giá cực hợp lý. Và nói chung cơ sở mình là có tiếng tại miền Tây luôn rồi. Đấy, rất là nhiều người biết đến và mua thì rất là uy tín, người mua số lượng rất là nhiều. Đó. Những cây nào như vậy mình có thể cắt bỏ đọt đi nè ha. Này nó gãy như vậy. Để nó lên đọt mới vẫn bình thường, vẫn tốt lắm. Ôi da, không có mặt nữa.
kìa, bị cứng cà bé qua tay kéo được. Hay đắt vô nhét vô cho nó, miễn sao cây nó thẳng lên, thẳng lên là được. Qua trồng cũng không quen, nay trồng bắt đầu quen, không tí hôm qua không tiếp ngày, nay mình phải tự trồng tiếp. Về quê về Bến Tre mình bơi dơ Sóc Trăng trồng, mình trồng nếu mốt công trồng một người tham quan chứ, dự án trồng cái công trình. Bên đây cỏ chuẩn bị chết lai rai nè. Ở đây nhiều lắm mọi người, trồng mấy trăm cây từ đây gắn tới tầm 4 giờ phải xong rồi mọi người. Để có clip view up lên cho mọi người coi chứ. Màu quá bự không? Chất lượng rồi. Bộ ghế là hồi ơi đã. Nhẹ nhàng cái thôi. Hoặc vậy để đưa xuống cũng được, để bịch uống xuống sao nữa. Tự phân quỷ. Cây như kiểu này là cong cong này nè, nằm một mi cắm lên nha. Còn giao cho mọi người là giao cây thẳng cho mọi người cho dễ trồng luôn. Cắm lên thêm một cái cây nữa cho nó lên thẳng đứng nha. Rồi tầm khoảng 3 tháng là mình buông cái cây ra nha, đừng có cắm lại nó. Nó theo dây á, nó lên dây dài mà nó yếu cái thân luôn, nó mất cái cọng hoài vậy đó. Tầm 3 năm nó mới hết. Còn giờ thì cứ cầm cho nó tầm 1-2 tháng là thấy nó cứng cứng là bỏ được rồi. Nó siêu quẹo kệ nó. Nó tự thân nó được cánh sinh nó lên. Kiểu như mình đừng bảo vệ, mình đừng có chở che nó hoài không? Để đấy y. Này chiều chắc không mưa đâu. Kéo quá chừng luôn. Kéo rồi. Nó đặt bỏ lòng xuống. Như mình đâu. Nay có cha của trợ lý quay phim của mình vận chuyển cây nữa mọi người. Vận chuyển cây ngoài kia hồi đẩy vô. Hồi đẩy chuyển xong qua phụ trồng với mình nữa. Cho nó nhanh. À, người chất người đẩy người trồng. Đó, này bỏ xuống luôn. Nên nó bị giống như rễ chết. À để vậy luôn. Mất bịch tự quỷ luôn. Cắm cây ra nè. Dễ quá. Quá. Cái này cái bình này ha. Nha. Cỡ xưa mọi người. Đây nè. Rất là nhiều luôn. Kể xé nè. Bỏ xuống. Nhãn này tới Tết mới đốt mọi người. Đã trong ăn trái xong mới đốt được. Rồi quay trở lại nè. Cung cấp giống cho mọi người trồng chất lượng tí bán ra nó cái nguồn thu nhập cao. Đào sớm về trồng. Yeah. 800 cây mà mình trồng được cả tuần quá.
Chứ là hôm qua là ba người trồng nó có 600 mấy cây trồng nhanh luôn, mấy tay cao thủ không. Nước vừa két rồi. Đấy. Cái gì quên nói nữa. Chào mà quên nói nữa. Đứt khúc rồi. Không bỏ xuống đất lại. Đâu sống được nữa. Hy sinh rồi đó. Gì thôi bỏ dưới xuống ấy đi cho cá ăn. Rồi ok mọi người ơi, thì giờ mình trồng tiếp chứ còn trăm mấy cây, trăm cây nữa là xong. Từ đây tới chịu chứ cũng xong cũng rồi. Rồi, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha. Hôm nay quay quá trình trồng cây cho mọi người xem. Đó. Rồi, hẹn gặp lại mọi người nha. Mọi người đến đăng ký kênh mình để xem những video mới nhé. Chào tạm biệt mọi người.